Thức nếp chào vì nọ. Xin chào các bác đã quay trở lại với tay cơ người tài. Nhàng Hưng. Đi câu thôi các bạn, câu cá khám phá đây, đang gọi em đây rồi. Ờ, tới đây. À, ok, tới xuống này. Đi thôi các bác ơi. Leo đâu? Mang leo tới đi. Được, có cần tôi lấy dây buộc rồi. Thế qua thằng em tôi nó nhắn tin, nó bảo mấy hôm trên kia câu chép toàn 4 cân hơn 5 cân này. Dạo này đang lên cá. Ơi, đang đi chơi. Mai có. Thôi để sang tuần đi. Ờ. Trong ăn thắng bằng ma ấy. Ok. Chào buổi sáng các bác nhá. Hôm nay à buổi trưa rồi nhỉ. Hôm nay em với Hậu có một cái chuyến đi picnic dã ngoại khá là xa đây. Đây đồ đạc quân tư trang bọn em mang gồm lều bạt và nồi, giỏ cá và cần câu. Hôm nay bọn em sẽ câu đêm ở một nơi rất xa. Bây giờ bọn em phải xuống cái suối này để chuẩn bị một ít lương thực để chuẩn bị lương thực cho tối nay. Bây giờ phải xuống câu vài con cá mương. Ôi à. Ở đây nhiều cá phết đấy Hậu ạ. Vừa thấy nó bơi bơi xong. Kiếm bắt canh cá trước đã. Hy vọng kiếm mấy con mương các bạn. Suối này trong, bọn em câu ten, câu fly ơi. Kiếm tầm này. Đôi chục con mương à. Ngon. Xong một chút nữa à, lên phía bên trên này kia tìm quả sổ tối nấu canh. Và một nửa có thể là sẽ rán. À mà thôi không nói trước nữa. Tí thì không có cá mà rán đấy sổ à. Thôi bây giờ em bỏ cần thôi đã. Bây giờ em phải chuẩn bị một ít lương thực để chuẩn bị cho chuyến bữa tối này. Nào, buộc cổ. Cần câu thì mang hết cả lua, cả fly, cả cần câu khính đi đây này. Như đi chuyển nhà ấy. Lâu lắm rồi hai thằng em mới có một cái chuyến đi câu đêm này đấy. Năm ngoái, từ năm ngoái rồi. Xung quanh này là những cánh đồng rất là rộng này. Ngô bà con đang thu hoạch. Tối lên trên Bắc Nắp mà kiếm mua đâu được ít ngô, ngô tẻ non đấy nhở Hậu nhở. Tối nướng ăn thôi rồi. Vừa nướng vừa trông cần. Hậu thì đang câu ngoài kia rồi các bạn. Bây giờ em với băng đang chuẩn bị để buộc ngồi đây. Nào, bây giờ đến lượt chúng ta đi câu nhá. Cố gắng anh em sẽ kiếm để có bữa tối nay đấy, không thì chết đói. Hôm nay chỉ ăn rau rừng cá sông thôi. Hui. To không này các bạn ơi. To thì cũng cho vào túi để nó gọn gọn một chỗ tí nhặt cho vào giỏ. Bóp chết đã, để đây đã. Rồi ok, để đây. Một tí. Đấy, hai con. Ôi trời ơi, toàn con bé thôi các bạn này. Biết tí. Mà cá bé này ăn mới ngon nhá. Bé này ăn mới ngon. Không cần to đâu. Hai con rồi. Để đây đã. Câu buồn cười lắm. Hai con. Hai hai. Bé lắm. Bằng đầu đũa ấy. Đoạn này nó cắn ác này các bạn này. Nhưng mà bé lắm. Úi xời.
lên bờ luôn. Con này to, mình tưởng con bé, mình cứ giật thật lực. Đấy, ba con rồi. Đồ nhá. Đây. Đấy, để nó gọn đây, ba con đã. Tối làm chai rượu nữa. À, lon bia chứ. Bia ngon hơn, bia cá rán ngon hơn là uống rượu. Thôi em tắt máy để câu đã nha các bác nha. Chút nữa em sẽ cho các bác xem thành quả là bọn em câu một tiếng được mấy con. Chứ hôm nay bọn em câu vài con để tối làm thực phẩm thôi. Xong là sau đó em đi với cả hậu nữa đi dọc đường. Nếu mà có rau gì hay là rau rừng nào đó có thể làm thực phẩm được, chẳng hạn như rau giả cổ lam hay là rau tầm bóp hay là bi chuối rừng vân vân. Cái gì mà chúng ta có thể ăn được mà chúng ta kiếm được ngoài tự nhiên, ngoài rừng ấy, thì chúng ta tận dụng hết để làm bữa tối. Đi thế nó mới thú vị các bạn, đúng không? Còn bây giờ mà đi đồ sẵn sàng hết các thứ thì mình không còn cảm giác trải nghiệm nữa. Được con nào chưa? Ông Hậu ông chưa được con nào các bạn. Ông Hậu ông chưa được con nào. Ô, xuống dưới này không thấy cắn nữa chứ. Thôi em tắt máy nha các bạn nha, em tập trung câu tí đã. Cái mồi câu mương này rất là đơn giản thế này thôi các bạn này, chẳng cần phải cầu kỳ đâu. Úi giời. Cà phê thật. Thế là tôi có cá nấu canh rồi, yên tâm rồi. Hai anh em có lẽ là đã đủ đồ để ăn rồi. Rồi chỉ tiêu nhậu thì để tạm thời gác về sau vậy. Được nhiều không? Được hai chục con không? Cũng được ác phết đấy nhỉ. Tao lại bé bé này rán ngon này các bác này. Con này to thì nấu canh. Hai thằng thì mấy con to này đủ bát này. Đấy, đây này, chiến lợi phẩm của mấy anh em. Ui Hậu câu được con to thế. Còn kì kèo sướng nhỉ, giật ác. Hậu lôi được mấy con to, bao mấy con to. Ui. Đây. Sản phẩm đây, con này của Hậu vừa câu được to không? Hai chục con đấy nhỉ? Ừ. Em câu được toàn con tin hin này đi. Con này ăn mới ngon ấy. Thôi đi lên. Ui. Đáng nghịch nghịch, còn chưa ngâm cần ở dưới. À, còn đang ngâm cần ở dưới. Thu cần dưới nhé con này. Ôi, con này mương hoa phải không? Ừ, con mương hoa bé. Ừ, mương hoa bé nhỉ? Con này ngậm xấu ấy nhỉ? Đây. Đôi khực khực khực. Nói chung là đạt chỉ tiêu để anh em nấu canh. Nấu canh với con to với con bé thì chiên giòn thì tuyệt vời. Ok. Đấy, cho giỏ rồi đâu nhỉ. Nhớ hết nhỉ. Tập trung chuyên môn. Này mà tập trung chuyên môn là ăn thua đấy. Đây câu mỗi tí đoạn này thôi nhá nhỉ. Nếu mà đi nhiều thì ác đấy. 1, 2, đúng 22 con. Đây. Cá được nửa giỏ rồi các bác này. Ý, có tối nay có cá sối ăn rồi. Tối làm con cá võng nướng nữa thì ngon nha. Xong cái vụ kiếm thực phẩm rồi các bạn. Được khá nhiều cá mương, đủ để tối để nấu canh với lại rán rồi. Còn bây giờ em với Hậu lại thu đồ xong là di chuyển lên cái địa điểm tiếp theo. Câu cá khính. Hai ui quả này bị thối rồi. Mấy anh em đang dừng nhặt quả sổ họ này. Ok, ba quả được rồi các bạn. Cho ở đâu được nhỉ? Cho túi này được không? Ừ, cho túi này. Anh em đã đến thị trấn Chợ Giã rồi.
trên đường đi thì tạt vào nhà người quen chơi một tí. Đây là nhà của một cần thủ nổi tiếng ở Ba Bể đang trông con. Đây là bể cá của ông ấy đây. Ông ấy gọi con này là con cá rồng này. Còn bên trên này là ông trồng khoai. Cho các bác ngắm qua cái bể cá của ông ấy. Ác vậy nhỉ. Cho đây trẻ con nó nghịch nó đỡ bị ấy nhỉ. Cá rồng. Ông Triều và con cá rồng. Cá rồng. Xin giới thiệu với các bác này là anh Triều nhé, Lục Hải Triều đây này. Bây giờ là 2 giờ rồi các bác, 2 giờ chiều, bọn em đã đến điểm câu cá khính. Đồ đạc rất nhiều, hôm nay được ông anh cho cả cái nải đây này, mang đi để đựng đồ. Quá nhiều đồ. Nhiều đồ. Em sẽ phải di chuyển xuống cái khu vực dưới này các bác ạ. Ở phía dưới kia thì có một chị hay là một cô gì đấy đang câu, cũng câu pa liềng ở bờ dưới kia kìa. Các bác nhìn thấy ở đây có cái bãi cỏ đẹp không? Cái dòng sông này được gọi tên là cái dòng sông Năng. Cái con sông này đổ trực tiếp vào hồ thủy điện Na Hang này các bác này. Đây chính là con dòng sông Năng bắt nguồn từ Bắc Nẵm. Câu được con nào chưa hả em? Chưa á? Câu bác khính nhỏ? Hay là câu cá trạch cá gì? Đấy mà chiếc cần trúc đơn sơ. Không cắn à? Cháu? Không cắn à? Phao to thế. Cháu là câu run. Thôi mình lên trên kia câu cá khính thôi. Các bạn ơi, hóa ra là con này cắn này. Câu một lúc hồi một lúc, hóa ra là cái con này nó cắn này. Đây này. Ôi giời ơi. Thôi chụp kiểu ảnh đăng lên. Ác thật. Ôi giời. Hóa ra là con bống này nó cắn thôi. Ông Hậu ông cũng được một con bống. Mới thăng một con rồi. Con lạc. Đất đỏ chưa? Nghe một con. Nghe. Tôi khinh đường đấy, có cá. Tôi khinh rồi, có mà. Có khi tầm này nó mới ăn ấy. Có khi giữ lúc con mẹ vào ấy. Một chú cho vào giỏ. En en. Đẹp phết nhỉ. Ừ. Thì oap phát. Ngon. Ống zoom lại để đâu đây? Trên kia. Được một con khinh thế mà em không quay các bạn. Tiếc thế. Phà giật hơi đẹp đấy. Ui. Có lại mất rồi, thay run đã. Em đi thay run đã. Lên rồi, các bác ơi, khính to rồi. Ui Hậu ơi. Chết rồi, nó mắc. Mắc vào cây các bạn ạ. Chết rồi. Mình định thu cần lại mới đau chứ. Ha ha ha.
Được một con khỉ to rồi. Wow. Ê Hậu ơi. Thôi em cho nó đèo đi ra. Em lại được một con khỉ to nữa này các bạn này. Đây, ui kéo phê đấy. Cái cần của em kiểu là em rút cái ống này nó vào cho nó ngắn bớt đi. Thế là em kéo nó bị trùng cái cước hơi nhiều, không vào được. Vào đến đây lại vướng cái cây nữa, may quá lấy lại được. Thôi em mang lên trên kia thả vào giỏ của Hậu, xong vào lấy thêm một ít run nữa đã. Đây, pa khính đấy. Cái con pa khính này thì dân ở trên này thì họ gọi là pa liềng các bạn. Thế nhưng mà cái tên của nó ấy, pa liềng với pa khính là một loại cá thôi nhá. Tại vì sao các bác có để ý là chúng ta hay gọi con trâu là khi nó già ấy, khi nó trưởng thành nó có sừng rồi thì chúng ta gọi là con trâu, còn khi mà nó còn non còn nhỏ thì chúng ta hay gọi là con nghé. Nó cũng tương tự như vậy, khi con cá này còn nhỏ thì chúng ta gọi là pa liềng, còn khi nó lớn lên chúng ta gọi nó là pa khính. Đấy, nó là như vậy các bạn, nó là một loại cá thôi nhá, chứ không phải là hai loại cá đâu. Ui cái mỏ nó nhiều không này, cái phần gai. Ủa mọc sắc thật. Em phải lên lấy run tiếp ạ. Hai con. Lên cho vào giỏ của Hậu tiện lấy run luôn. Các bác thấy khủng khiếp không? Hai anh em đi dã ngoại một đêm thôi mà đồ đạc nó như thế này đây này. Cho mấy cần xe. Hậu có 3 cần, em 2 cần, lúc nãy lấy chỗ anh Trèo 2 cần. Cái gì anh có câu đâu? Thôi em câu 2 cái được rồi. Hậu còn dùng chuông kia. Thế á? À? Muối hả anh? Muối là đây. Nhưng mà lắp kiểu nào đấy? Đấy là em bóp này vào cần xong để cướp đây. À, cài cướp vào xong đây. Gạt công tắc này xuống. À. Tắt công tắc đi rồi. Ok, cho em mượn. Cần tí nữa không? Được, chả cần nữa. Cho vào ba lô. Rồi. Em đi ạ nhá. Ở đây còn có cả bánh kẻng phạ này các bác này. Kẻng phạ em dừng đây muối khoai, tối hai anh em nướng khoai để ăn bánh kẻng phạ. Thôi nhà nướng khoai. Đấy, trên 37 em bắt nặng cũng hay có cái bánh này các bác này. Bánh kẻng phạ. Tức là bánh trời đấy. Xong phần đường hả con. Thì mua khoai của cô bé này xem ăn có ngon không. Ngon, mai về trả nhé. Mai để anh nướng lên xong là nếu mà không ngon thì anh trả. Hai anh em vừa xòe phát xong các bác ạ. Ôi giời. Đến đây nó mệt quá, thế là phải nghỉ ngơi, cho nó nghỉ ngơi tí đã. Ông Hậu thì ông dưới kia kìa. Ở phía dưới này có mấy ngôi nhà
ngôi làng các bác, sông là phía dưới bên này rồi. Đồ bê phải dựng xe lên không gãy cần ấy. Thấy băng phát không biết là cái gì gãy ấy. Ok, đến nơi rồi các bạn. Bây giờ Hậu đi xe xuống, xong em đi bộ xuống thôi. Đường này đi hai người thì hơi khó. Ui, ui, chết rồi. Nó bị mắc cái cần câu vào cái này. Ui, trời ơi. Vương víu quá. Nó bị tuột cái này ra này, nên là nó bắn nó mầm này. Rồi ok, chúng ta xuống bên dưới kia nhá. Đây, đi đường nhặt được một khúc củi xong là mang đi để tí nhóm bếp luôn. Đây này, phía bên này là một ngôi nhà của người dân ở đây. Ở đây có một gốc nhãn, bên này là chuồng trâu, bên kia có một gốc táo to nữa kìa. Ui, bãi cỏ dưới này đẹp lắm. Tèn tèn. Vậy là cuộc hành trình của chúng tôi trong ngày hôm nay cuối cùng đã đến cái chặng đích đầu tiên. Còn cái đích thứ hai nữa, ngày mai chúng ta phải đi vượt qua cái đèo này xong rồi vòng sang bên kia cơ. Cái xã đấy là cũng là một cái xã giáp với tỉnh Cao Bằng. Còn đây cũng là một cái xã gọi là xã An Thắng của huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn, một huyện xa nhất của tỉnh Bắc Cạn. Cũng là một cái xã xa nhất của tỉnh luôn. Đây, chúng ta đứng ở đây, hiện tại chúng ta đứng ở đây là tỉnh Bắc Cạn, còn xa bên kia sông là cái thuộc đất của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng rồi. Đây, bãi cỏ rất là đẹp đây. Mệt lắm không ạ? Mệt đến nỗi xe phải nghỉ ở trên đèo một tí kìa. Bây đi lên trên kia hả Hậu? Đi nhờ. Vực ngoài này sâu mà. Ui, ở cái hố này vớ vẩn nhiều rô đấy nhá. Ờ, cá đớp nhiều lắm, tí mang fly ra quất quất thử tí người xem thế nào. Mấy cái hố này kiểu gì chả có rô phi nhờ. Vác theo đống củi luôn. Tranh thủ lấy củi mà đun. Hello, hello các bác nhá, bọn em đã đến nơi rồi. Đây các bác nhìn bao quát bãi cỏ xung quanh đây, rất là đẹp luôn. Tối nay bọn em sẽ hạ trại, chắc là phải hạ trại góc trên kia. Còn cần câu sẽ câu ở ngoài này, câu đêm. Hậu đang đi thám thính ở ngoài kia rồi. À, bỏ củi xuống đã, trong này nhiều củi lắm. Chúng ta đi tham quan một chút nhá. Có lẽ là tối nay chúng ta sẽ hạ trại ở đây các bạn. Chúng ta sẽ hạ trại ở cái điểm này. Hoặc là đây đi nhờ Hậu nhờ. Chỗ này cho nó sát bờ sông này. Chỗ này đẹp hơn để chúng ta dễ quan sát những cái cần câu chúng ta để ngoài này. Còn về cái nước ở đây thì có lẽ là hơi đục. Hôm nay hơi đục. Tại vì ở phía bên tỉnh bạn, bên tỉnh Cao Bằng ấy, là có lẽ là họ đang làm vàng. Hoặc là làm quặng, khai thác mỏ gì đấy chẳng hạn. Chính tại nơi đây xưa kia ở tỉnh Bắc Cạn mình cũng là cái bãi vàng này, bãi khai thác vàng. Đây gọi là bãi vàng ma. Thôi bây giờ chúng em sẽ bỏ đồ xuống đã. Tí bọn em sẽ quyết định là cắm trại chỗ này. Để hạ trại đây xong là bếp để bên cạnh này. Củi đun bên cạnh này, kìa, củi nhiều lắm. Đúng đủ. Đây rồi. Rất nhiều đồ. Bạn bỏ cần lăng xê ra trước đi. Để tớ làm chỗ để lều xong là ấy bếp. Ê. À, cha cha cha. Đây trong này còn hai cái cần câu nữa đây này. Cần câu mượn của anh Lục Hải Triều.
hai cần câu. Trong này là quả chanh, ba quả chanh, nước và mì tôm với lại dầu rán cá. Đấy, chỉ có thế này thôi. Cái này chỉ gọi là tạm bợ thôi. Một chút nữa em sẽ đi lên trên phía bên kia kiếm phía bên kia cả. Một chút nữa em sẽ đi lên phía bên kia kiếm xem có cái rau gì ăn được không. Em nghĩ là sẽ có rau để ăn. Ở phía dưới này thì ít cái cây sâu sâu. À, em thấy đồ ăn rồi, ngọn cúc tần trên kia. Chuẩn. Rau cúc tần. Hầu như những cái chuyến đi như này chúng ta nên tìm tòi về những cái loại thực phẩm ngoài hoang dã, chẳng hạn như là măng, măng rừng này hay là chuối hột, à nhầm, củ chuối này hay là những cái loại rau dớn, rau tầm bóp, rau sau sâu hay là bất kể một cái loại rau nào dại. Có nhiều cái loại thức ăn ngoài hoang dã lắm, nên chúng ta tìm tòi sẽ có loại thức ăn ngay, sẽ có thức ăn ngay. Bây giờ em phải bỏ chạy ra đã. Anh chặt chà, để cho nhanh gọn, mỗi người một việc. Đây, chạy đây. Cái này còn là cái lát nền. Bỏ cái này ra trước. Ok, đợi đây. Hả lèo không là đi nhóm bếp nữa là xong. Mổ cá nhanh cho mà. Để tầm này được chưa? Để lèo tầm này được chưa? Hay là tầm đấy nhá. Ok. Ở đây còn hai cần lăng xê này hậu ơi. Bây giờ phải 5 giờ hơn rồi. Trời khá là tối. Cái này là cái lèo tự bung các bạn, nên là sẽ rất dễ thao tác thôi, không khó khăn gì cả, là rất nhanh nữa. Đấy, chúng ta chỉ cần dở ra như này thôi. Ok. Đấy. Bây giờ là ung ra phát là xong. Đấy. Rất dễ. Đơn giản. Rất đơn giản phải không các bác? Bây giờ chúng ta phải quay hai mặt lều như này. Em nghĩ là để như này thôi. Đấy. Ok rồi đấy. Sẽ có hai hướng để chúng ta thiếu hai cửa mà. Hai cửa thì chúng ta sẽ để bên như này. Ok. Bây giờ thì chẳng cái chân nó vào là được. Rất nhanh. Kéo căng nó ra. Ok. Ok. Ui. Sạch tết lèo. Đấy, thế này là ok rồi. Hôm nọ cái túi ngủ của em ấy, cái lông gà, lông vịt nó bay ra lung tung tóe này này. Toàn lông gà, à lông vịt. Này. Vẫn còn hơi ẩm. Nhiều lông gà lắm.
Đây các bác ơi, lều em đã dựng xong ở đây rồi. Tí em sẽ làm bếp ở góc này. Có lẽ em sẽ dựng bếp ở góc này. Để bếp ở góc này à, để cho nó gần lều cho nó ấm. Còn bây giờ chúng ta ra xem hậu chuẩn bị đồ câu đến đâu rồi nhá. Đây bãi câu ngoài này rất là đẹp đây này. Đã thả được họ đã thả được 3 cần rồi. Hôm nay có tất cả 5 cần. Ơ chưa thả. Chưa xong rồi ra cần thôi chúng ta. Cái câu đang xê này nó ngon hả. Đấy hôm nay tối hôm nay thì hậu với em sẽ ngồi trực chiến mấy cái cần này để câu lăng xê. Đây mồi đây. Thơm phết. Thơm phết các bạn. To. Đây là chì chuông nhỉ. Đây phao xốp để gắn vào mồi lưỡi câu. Trong này có một cái món mồi câu chuẩn. Ui nát. Đây quả sung bên này các bạn này. Tí em sẽ câu cả thêm cả quả sung nữa. Đây. Mấy quả sung. Sung chín. Ok. Thôi. Tạm thời chúng ta tham quan như vậy đã. Chúng ta sẽ lên trên kia để chuẩn bị bếp núc đã. Để cho hậu ngồi đây. Ra cần. Em sẽ ra đây lấy củi các bạn. Đây củi ở đây rất nhiều này các bạn này. Củi đây nhiều lắm. Em lấy được bằng này củi rồi. Những ngày nước lũ nhiều về bắt đầu củi nó bị chất đống vào trong này này các bạn này. Chúng ta nhặt những cái cành củi khô như này về để đun rất là tốt. Và có than nữa. Đây ở dưới này còn. Phía trong kia còn một ít nữa. Em xuống lấy nốt. Ok, bê về bếp ạ. Một đống củi đây. Rất là nhiều củi luôn. Đấy, em sẽ bố trí bên này là bếp, bên này là lều. Cái lều này có hai cửa các bạn. Có hai cửa. Một cửa hướng ra ngoài sông và một cửa hướng sang bên này. Để chúng ta dễ dàng quan sát khá là nhiều hướng. Máy quát nó có cái đống bùi nhùi bằng cái tre họ vót ra các bạn nên là mình nhóm rất là dễ.
sung các bạn. Đây, câu bằng quả sung. Đấy. Ừ, cho mình chụp hai bằng trước đó.